Được, riêng quả học sinh cá biệt này vào đây. Ok, lấy quả học sinh cá biệt, Vũ học sinh cá biệt ra làm gương cho anh em. Hôm nay tôi có một team MU anh em ơi. MU này hôm qua tôi có chơi sự kiện, mở ra được khoảng Jobbest. Jobbest này thực sự là tôi cũng chưa sử dụng gì nhiều trong trong game đâu. Thì hôm nay tôi muốn review kỹ luôn cho anh em con Jobbest là như nào. Lãng tử đường biên anh em ạ, lãng tử đường biên. Đấy. Hiện tại đã búp level 5 vào thì chỉ số tăng tốc đâu đó khoảng 140. Tốc độ 131, khéo lắm 138, dây bóng 137. Ủa, chỉ số mê chưa? Bộ chỉ số rất mê luôn. Tạt bóng đấy có 127, dứt điểm 134. Đỉnh thật sự luôn đấy. Sút xoáy 127. Đấy, dê bóng thôi, chung là chỉ số này mà tôi dê dắt cho thì anh em cứ phải coi chừng con job bet của tôi nha. Cứ phải coi chừng. Cứ phải coi chừng nha. Sợi. Team MU hôm nay đề bài này là khá là căng đấy. Chúng ta vào ngay cái buổi gọi là kiểm tra đầu tiên. Job bet tôi đâu rồi? Được chưa? Job bet! Trời ơi! Jobbet kìa. Ui, Jobbet có tình huống dứt điểm đầu tiên. Ronaldo. Việt vị mất rồi. Hay quá Jobbet này. Jobbet. Nếu mà vào quả này mà vào thì đây thật sự là một siêu phẩm đấy. Thật sự là một siêu phẩm. Thật sự là một siêu phẩm nha. Zigone em, Zigone. Ui giời ơi. Cứ tưởng là Zigone ạ. Ui giời non quá em ơi. Bắt nhẹ cái bài. Ơ bình tĩnh, bình tĩnh. Hello khầy, cho em hỏi thầy thích rapper nào nhất ạ? Với em thì một trong số những người em thích nhất là Denvo. Và bài đã đưa em đến với Denvo là bài Mưa trên những mái tôn. Tôn gì? Tôn Zili. Mà em mình có đi hỏi tôn gì nữa cay chưa? Đùa. Tôi còn đi hỏi tôn gì mới đâu chứ. Đùa. Pogba này, Jobbet này. Được chưa? Được chưa? Jobbet qua người cánh nhé. Xong truyền lại cho Pogba. Luôn. Quả vũ này tôi phải táng. Nào. Beckham. Bye bye Vũ nha. Bye bye Vũ. Chúc Vũ may mắn lần sau. Con vợ là siêu sao anh em ạ. Căng rồi nha. Con vợ là siêu sao. Được. Đấy nhá, siêu sao danh 15. Tôi làm mẫu cho anh em này. Riêng quả danh siêu sao này mà không thuộc bài thì anh no hope luôn. Mùa với chúng tôi này. Jobbet này nhìn thấy chưa? Bám biên. Góc lên đi. Khóc luôn chứ còn gì nữa. Ủa bạn Materin này là ai đấy ạ? Không quen đúng không? Hay 10 điểm cho Van der Sar. Đúng một bài tạt thôi mà. Lại ra biên. Úi xời ơi. Đúng một bài tạt dễ bắt quá. Đâu phải ai đeo mask siêu sao cũng là siêu sao đâu. Đúng không? Còn siêu sao này ấy quá. Đánh giá là hơi non. Jobbet để chạy chỗ khôn chưa? Jobbet! Trời ơi! 10 điểm, không có nhưng. Dấu tên 989 đã donate cho ta. Chết quá, quá. Đội là đội gì nhỉ? Inter à? Đang họp trong Đà Nẵng à? Đây rồi, đợi tí anh em đợi tí nhá. Bạn ấy đang thủ hơi chắc.
Bà này đang thủ hơi chắc. Bây giờ phải có một bàn thắng. Đấy, bây giờ phải có một bàn thắng đã để số sẵn đội hình ra. Bet. Truyền kìa. Căng ngang này. Ok, là có bàn mà. Thế là có bàn mà anh em. BC Sockbet rồi nhỉ. Vẫn phải qua chân của Sockbet. Vẫn phải qua chân của Sockbet mới lên được. Đây này. Úi giời. À không được, không được, không được, không được, không được. Vẫn chưa thấy CR7 Bambersi. Hôm nay chủ yếu đá dốc bét mà. Lãng tử đường biên. Lãng tử đường biên. Lãng tử đường biên. Bốc ba. Ôi giời, không vào kìa. Không vào thôi nha, không vào thôi nha. À vẫn vào, vẫn vào, vẫn vào. Trời ơi. Đây, 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 đây. Để tí nữa tôi sẽ cho thử quả dốc bét sa đá ở CM xem như nào. À đá CF xem như nào. Ở đấy á. 120 cộng 2 cho người ta tức chơi được không? Anh em nhờ. Hy vọng 120 cộng 2 cho người ta tức chơi được không? Hả? Tại chỗ ngọt nhọt thế. Anh xin quả bóng nha. Bắt nhẹ cái bài. Bắt nhẹ cái bài. Dốc bét. Có tinh thần còn làm bài tập về nhà. Ghi được 2 bàn. Đấy. Danh gì đây? Tinh anh ba, 1.000 tỷ. À, đậu đậu à, Odegaard à, Jesus à, Arsenal đúng không? Arsenal đại chiến. Đại chiến MU được chưa? Brick. Neymar. Ben. Và đó là ai nhở? Anh Bảy. Trời ơi. Bản lĩnh thì đứng ở giữa, được chưa? Bản lĩnh thì đứng ở giữa. Đừng có đi đâu cả, nếu bản lĩnh đứng ở giữa thôi. À nghe like, con vợ này nghe like rồi. Con vợ này đang nghe live stream. Chuẩn. Đánh giá bạn này là biết một skill nha, biết một skill, biết một vài skill qua người đỡ. Cơ bản. Đấy, nhưng mà không qua được người. Nhưng mà không qua được người anh em ạ. Nhưng mà không qua được người. Gọi là cố gắng. Hai Rocky này. Ủa quẩy dữ vậy trời. Chuyển biên đúng không? Nào. Tạt vào đi. Đúng rồi. Hết vẹo. Best đâu nhỉ? Đây rồi. Drop best. Ôi chuyển hoái vậy. Nào nào Ben đấy. Galileo. Uầy. Đỉnh thật sự, để quả chiến thuật Galileo dâng lên làm tiền vệ thật sự là bây giờ mới thấy rõ hiệu quả của Galileo luôn đấy. Uầy, cảm ơn du học sinh nhá. Em học đã lâu mà chưa được si kiểm tra bài cũ. Hay. Em muốn kiểm tra xem em chọn có nhầm trường không anh ơi. À, muốn kiểm tra xem à. Phải là vào vòng chờ nhá, phòng chờ nhá. Được. Được đấy nhở, con vợ đấy cân đấy. Lúc ấy nệ quả top 15 chắc là anh em rén rồi. Thật sự luôn, lúc ấy nệ quả top 15 là anh em rén luôn rồi mà. Đủ chơi anh, chưa đủ chơi nhá đại tiện, chưa đủ chơi nhá, dốc bét này. Xét đề đán đấy nhở. Nhưng mà đội bạn cũng biết. Dốc bét, trời ơi. Tôi đã bảo rồi mà, dốc bét. Xếp nốt cho anh. Ôi Rory Van Persie. Trời ơi, xu thế đỡ sao nhờ. Bản lĩnh nhất thì cứ bước vào đây. Bả
bản lĩnh nhất thì cứ bước vào đây. The best. Dương Ngọc Sinh Trường mua quyết tâm. À khá quá nhở. Đang đọc kênh chat thì anh em có thể join vào group giúp tôi nhở. Không gửi cho anh cái link group vào đây cái. Từ giờ tôi chưa ghi bàn đúng không? Bây giờ hoặc là không bao giờ. Trời ơi, C7. À mỗi tháng có 4 buổi kiểm tra. Mỗi tuần 1 buổi. Nói chung là anh em là đỗ sẽ được tuyên dương. Em là đỗ sẽ được tuyên dương nhá. Hoặc làm được bài sẽ được tuyên dương trước group. À hay quá nhờ. Phần thưởng được. Ok, mới phút 70 đó. Tôi tưởng hết giờ rồi, tôi buông ở đấy đấy. Tôi tưởng hết giờ rồi nha. Bet. Bet tôi đâu rồi? Trời ơi, dê ra của chúng tôi này. Ken à? Philip Lam này. Còn ai nó khỏe khỏe hơn một tí không nhỉ? Ây à, 53 hay quá nhờ, được đấy. Thế này mà đòi đại diện cho anh em kênh chat thì tôi chịu. 42 chọn lá màu xanh đi. Chọn lá màu xanh đi cho nó nét. Màu trắng đi. Màu trắng đi xem nào. Ra bia đúng không? Hay. Vào đó là Van der Sar. Van Persie chuyển cho Robert. Đây rồi, nó đến rồi. Qua người cái nhẹ. Robert. Ôi. Đỉnh thật sự luôn đấy của Robert solo kill kìa. 10 điểm hộ nhưng. Rồi đấy à, để ý mấy thằng icon này vào. Sút luôn đúng không? Được rồi. Thua kiểu gì với chúng tôi à? Thua kiểu gì với chúng tôi à? Có nhận bạc không? Yên tâm, tí nữa thua cái là quả dương này mất hết bạn ngay. Đấy, ra cổng trường gặp tôi ngay, tôi không quen ngay. Quá Nhi đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Cả Quá Nhi nhá. Bạn này chơi với em từ hồi lọt lòng khề ơi. Hồi bé nhà nghèo rồi. Phải chia nhau chiếc khố rách bạn nối khố của Quá Nhi từ nhỏ đây mà. Ừ. Đó là một tình bạn đẹp. Đúng rồi. So fucking great bay. Cái gì nữa? Tình bạn đẹp đúng không? Tình bạn đẹp cho đến phút 82. Đấy, được chưa? Tình bạn đẹp cho đến phút 82. Ekip trường quốc tế đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Xem thầy đá mà anh em hở tí là đòi rút học bạ. Đúng rồi. Game cũng có lúc thắng đúng lúc rồi. Thua. Thắng mình ủng hộ, thua mình an ủi, có gì khó khăn đâu anh em. Anh em đừng rút học bạ. Hãy như tôi chưa nộp học bạ. Nói chung là trận đấu này sẽ biết ai là bạn của Dương nha. Sau cái trận đấu này thôi đi rồi. Ui giời, không bay được kìa. Anh em mới vào, anh em chưa like, em cho tôi xin một like nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. À, sợ su ăn bet. Tôi cần phải cho cái bet ghi bàn. Ôi, không vào kiểu gì gôn thì chơi xấu quá. Lại với con vợ Lucius để ra làm gương vậy. Một nhá. Bet. Bứt tóc hay thật. Rock bet. Đăng ký kiểm tra ấy thì cứ làm thủ tục vào phòng chờ nhá. Cứ vào phòng chờ. Hai. Ôi, biết ngay mà, lại bạn tôi mà. Đấy, bây giờ ghi bàn này, bây giờ anh ghi bàn cái này là không biết là ai là bạn ai này. Đấy,
Nào, bạn tôi đây đúng không? Có phải bạn của anh em đúng không? Giao lại kênh chat. Em sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều điều ấy. Vì cái lòng người hiện nay, được chưa? Lòng người hiện nay, Robert. Úi xời, đỉnh thật sự. Mấy con vợ này sau một tuần kiểm tra vẫn thấy lười học cơ. Xử luôn đi mẹ, đá bóng để thua 3-1. Ôi, quả đấy ngã ra chứ. Nó ngã vào chân rồi thì phải ngã ra chứ. Bet này không có kinh nghiệm gì cả. Giống thua lắm này, giống thua lắm này. Bạn ơi, động tác thử ít thôi, tôi từ mặt bạn ấy kìa. Ông Quảng Bảo này đá căng đấy. Trời ơi, không vào. Đó. Đến rồi đấy anh em ạ, bàn thắng sắp đến đấy. Nào, em có nhận bảo thì nhận nốt đi anh em. Bàn thắng sắp đến đấy. Bàn thắng sắp đến với bảo rồi. Em nhận bạn đi nhanh còn kịp. Ôi, non thật sự luôn ấy. Xem nào, xem con vợ thợ săn này. Lâu lắm rồi không gặp con vợ thợ săn này. Cảm giác có lên trình không nhỉ? Ôi không được. Thế nhở? Tôi nhận thấy đây là một trận đấu hơi mùi nhá. Mùi chiến thắng. Mùi chiến thắng. Ok. Trời ơi. Ben gọi là chơi trung bình tí thôi. Nhưng mà vào Ben. Tinh anh à, 400 tỷ lựa. Bứt tốc. Đánh giá con vợ này chưa hay. Pogba. Thôi đi rồi, tôi đi rồi, đi rồi, đi rồi. Trận bạ của chúng tôi à? Anh em sai đấy. Đã chắc là my friend chưa? Em đã chắc chưa? Anh em đã chắc chưa? Ôi không vào. My friend à? Về đá 1-3 rồi. Chiến thắng này. Xin gửi tặng cho toàn thể em anh kênh chat, được chưa?